việc chung tiền mua đất, sau đó chỉ để một người đứng tên, nhưng theo thời gian, người này thay lòng đổi dạ và không giải quyết các quyền lợi cho cái người góp vốn mà không đứng tên trên giấy chứng nhận, thì có cách nào để bảo vệ quyền lợi của cái người mà yếu thế đó hay không? Cái việc chung tiền mua đất nó là cái chuyện rất bình thường thôi. Có thể là do tình cảm hai bên tốt đẹp, có thể là do chung vốn làm ăn trước một cái cơ hội, một cái bất động sản tăng giá, và sau đó là để cho một bên đứng tên, còn người còn lại thì chỉ âm thầm đứng đằng sau thôi. Hai bên có cái cam kết tình cảm với nhau thì chuyện đó là bình thường, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, theo thời gian, vì rất nhiều nguyên nhân, có thể là hai bên mâu thuẫn tình cảm với nhau, mâu thuẫn trong việc làm ăn, hoặc là một bên, đặc biệt là cái bên đứng tên trên cái giấy chứng nhận ấy, lòng tham quá lớn, và lúc đấy người ta thay lòng đổi dạ, thì lúc này cái người góp vốn không đứng tên phải mất rất nhiều công sức, thậm chí là tuyệt vọng trong việc đòi quyền lợi. Tuy nhiên, nếu các bạn làm theo đúng cái trình tự từng cái bước mà tôi chia sẻ dưới đây, thì cái công việc của bạn, cái quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo rất nhiều. Việc đầu tiên ấy là chúng ta phải thương lượng đàm phán với nhau. Tuy nhiên, cái việc thương lượng đàm phán thì thường đi vào ngõ cụt. Một bên họ đã có giấy chứng nhận quyền sử đất thì họ nghĩ rằng là họ có toàn bộ cái quyền lợi, và bên kia không có cái cửa nào, không có cái cước sắc nào để đòi được cái quyền lợi này. Thế thì cái người yếu thế trong trường hợp này cần phải làm gì? Cái việc đầu tiên ấy là chúng ta phải thu thập được càng nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến cái việc góp vốn càng tốt. Nếu đặc biệt các bên có cái văn bản viết tay thể hiện là tỷ lệ vốn góp, số tiền góp, hoặc cái người mà bán đất ấy xác định rõ là đã bán đất cho hai bên, sau đó là có những thông tin tài liệu về việc góp vốn, về việc chia quyền lợi, về việc thỏa thuận sau này bán đi thì sẽ giải quyết như thế nào, thì đấy là cái tài liệu quan trọng cực kỳ để các bạn thể hiện rằng là đây là một cái tài sản đứng chung về việc góp tiền. Và thỏa thuận chỉ cho một bên đứng tên, khi mà giải quyết quyền lợi phải giải quyết chia sẻ cho cả những người không đứng tên nữa. Cái việc này là quan trọng. Đây là khâu thu thập tài liệu chứng cứ. Khi bạn có tài liệu chứng cứ trong tay thì bạn cần phải làm những cái động tác rất mạnh mẽ. Đó là bạn sẽ làm một cái đơn đề nghị hòa giải với ủy ban cấp xã nơi có bất động sản, và cơ quan này sẽ có một văn bản nhận đơn. Sau đó bạn làm việc với tòa án, soạn thảo một bộ hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai với hai nội dung: đề nghị là ghi nhận tên mình trong giấy chứng nhận, với hai là ghi nhận quyền lợi ích pháp của mình trong cái giấy chứng nhận đó, và tòa sẽ có văn bản nhận đơn. Dựa trên văn bản nhận đơn, dựa trên cái phiếu nhận đơn của tòa, phiếu nhận đơn của ủy ban xã, chúng ta sẽ làm một văn bản ngăn chặn giao dịch bất động sản sang bên văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản. Vì các bạn phải hiểu như thế này, điều 188 luật đất đai quy định về điều kiện mua bán chuyển nhượng bất động sản, đó là đất không tranh chấp. Như vậy nếu đất có tranh chấp thì cái việc giao dịch chuyển nhượng mua bán mất cái quyền lợi của bạn là không thể thực hiện được. Đó, cái việc bạn giải quyết tại ủy ban nhân dân xã, giải quyết tại tòa án thì nó là một biện pháp phòng ngừa rộng. Nhưng để phòng ngừa một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, đó là chúng ta ngăn chặn tại văn phòng đăng ký đất đai. Vì sao? Vì cơ quan này sẽ là cơ quan thực hiện các thủ tục sang tên chuyển nhượng, thực hiện các cái thủ tục. Nếu bạn có văn bản thụ lý của tòa án cùng với đơn ngăn chặn, cùng với các tài liệu hồ sơ kèm theo, thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc ngăn chặn là đương nhiên. Lúc này đất bị ngăn chặn, không thể sang tên chuyển nhượng cho người thứ ba, còn bản chất đất thì vẫn nằm ở nguyên ở đó, thì cái quyền lợi của bạn đã được bảo vệ vừa gần vừa xa, và bên kia không thể có động thái là ve sầu thoát xác, chạy trốn khỏi sự kiện này được, và lúc đấy họ có thể quay trở lại đàm phán với bạn. Bạn hãy hiểu cái cảm giác này, mình có cả một quyển sổ trong tay, có tên trên đấy, nhưng mà một ngày phát hiện ra là ở xã đang có văn bản đề nghị hòa giải, ở tòa án cấp huyện đang có văn bản thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai, tại văn phòng đăng ký đất đai đang có văn bản ngăn chặn giao dịch, thế thì lúc này cái người đó đang từ thế thượng phong thì trở thành yếu thế hơn và phải quay lại đàm phán với bạn thôi. Khi mà đàm phán mà nếu một người này còn cố tình trốn tránh, lẩn tránh rằng là không công nhận việc bạn góp vốn mà cố tình lại mua bán chuyển nhượng sang tay,
theo một cái kiểu nào đó để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là đất của bạn, thì rõ ràng cái hành vi này nó lại thỏa mãn những cái dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, có phải không ạ? Mà thậm chí các bạn phải biết là việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu trở lên nó đã có thể là đối diện với mức án chung thân rồi, tức là mức án rất nặng này, đúng không ạ? Thế lúc này cái người mà đang có sổ thì trở đi mắc núi, trở về mắc sông, tức là phủ nhận không được, công nhận cũng không được, thì buộc phải ngồi lại thôi, thì chúng ta ngồi lại đàm phán với nhau. Và lúc này bạn hoàn toàn từ cái người yếu thế trở thành một người có một cái lực lượng cân bằng với cái người kia, và hai bên tiến hành đàm phán thương lượng và giải quyết vấn đề nó rất thuận tiện. Thế thì giải quyết thì cần giải quyết theo hướng như thế nào? Tốt nhất ý, là các bạn nên bán cái tài sản này cho người thứ ba, sau đó chia nhau số tiền đó. Đấy là cách rất là đơn giản và dễ dàng. Giá thì ra theo giá thị trường thôi. Còn nếu không thì một bên trả cho bên kia số tiền góp vốn theo cái tỷ lệ bất động sản mà cái giá trị bây giờ, để còn một bên đứng tên. Hoặc là còn một phương án thứ ba là cả hai bên đều đứng tên trong giấy chứng nhận. Đó là các bạn lựa chọn cái phương án để thương lượng hòa giải thôi. Tôi biết là rất nhiều người làm ăn tin tưởng với nhau, nhưng mà cái sự mà thay lòng đổi dạ, những cái việc mà người ta không còn như ngày xưa nữa và người ta muốn chiếm đoạt tài sản của mình, là cái chuyện nó diễn ra không phải là hiếm. Quan trọng nhất khi xảy ra một sự kiện là chúng ta có biện pháp, có cách thức ứng phó với nó phù hợp, chuẩn mực theo những bài bản mà bản thân tôi đã làm, đã triển khai trên thực tế và có rất nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên là tôi chia sẻ này để các bạn biết cách xử lý trường hợp của mình. Nhưng mà tuy nhiên khi bạn vào một sự kiện xem, nó sẽ rất khó khăn. Bạn làm đơn ngăn chặn thế nào, làm đơn khởi kiện ra tòa ra sao, chuẩn bị hồ sơ thế nào, đề nghị hòa giải ủy ban cấp xã như thế nào, tiến trình trình tự như thế nào thì các bạn cũng không biết được. Do vậy, để nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất ngăn chặn một cái bất động sản nhiều tỷ đồng, thì các bạn hãy trả những khoản chi phí phù hợp để cho những người chuyên nghiệp làm và hỗ trợ quyền lợi cho bạn, vừa đạt được hiệu quả kinh tế, vừa rút ngắn được thời gian, mà vừa bảo toàn được uy tín, danh dự, cái quyền lợi hợp pháp của mình, chống những cái hành vi mà bội bạc, phản trắc của người khác. Người ta sẽ có một bài học hữu ích, vì bạn là người vừa hiểu biết, vừa có trình độ và sẵn sàng làm những biện pháp rất mạnh mẽ. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và những tế là những cái trải nghiệm hàng chục vụ việc như thế, và các bạn sẽ có được những cái giải pháp tuyệt vời, có được những hiệu quả lớn khi sử dụng dịch vụ pháp lý mà do tôi cung cấp. Xin cảm ơn các bạn.